Chào các bạn nhé. Cảm ơn các bạn, cảm ơn các bác đã xem video này của chúng tôi. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu tới các bạn với các bác một thảo dược nữa. Thực ra đây là một bài thảo dược có tên là Minh Mạng Thang, hay còn gọi một tên khác là Một Đêm Mà Giao Hợp 6 Lần Sinh 5 Hoàng Tử, Nhất Dạ Lục Giao Sinh Ngũ Tử. Tuy nhiên cái bài này thì có từ rất lâu đời rồi. Thì hiện nay thì cái bài này để mà các bác sử dụng nguyên bản như bài hồi xưa ấy, thì gần như không còn nữa. Đấy, thì hiện tại thì trên thực tế thì đang có một số cái bài thuốc bổ thận tráng dương mang tên là Minh Mạng Thang mà hôm nay chúng tôi xin được giới thiệu với các bác, gồm 33 vị. Còn có một số sản phẩm thì nó cũng có khoảng độ 36 vị. Chúng tôi sẽ giới thiệu ở trong các cái video sau. Video này thì xin giới thiệu với các bác là cái bài Minh Mạng Thang gồm 33 vị như sau. Thì các bác xem sẽ có từng vị một như sau. Một là dâm dương hoắc, hai là nấm linh chi, ba là nhục thung dung, bốn là kỷ tử, năm là ba kích tím, sáu là đỗ trọng, bảy là chân sâm, tám là ích chí nhân, chín là phá cố chỉ, 10 là sao biển, 11 là thổ phục linh, 12 là thỏ ti tử, 13 là cầu tích, 14 là cốt toái bổ, 15 là xuyên khung, 16 là tục đoạn, 17 là đẳng sâm, 18 là cam thảo, 19 là sen, 20 là ngưu tất, 21 là bạch thược, 22 là bạch chuột, 23 là thục địa, 24 là quế chi, 25 là ngũ gia bì, 26 là hà thủ ô, 27 là ý dĩ, 28 là mạch môn, 29 là sâm đại hành, 30 hoài sơn, 31 đại táo, 32 đương quy, 33 là sa sàn tử. Tất cả 33 vị thuốc này thì được đặt ở trong cái gói thuốc là Minh Mạng Thang, đặc biệt thì còn được kèm theo hai cái đồng chí, nó là hai đồng chí tắc kè. Ngoài ra thì được một cái đấm linh chi rất là to. Sau cái bao thuốc thì các bạn có thể nhìn thấy rõ. Đây các bạn quan sát thì sẽ thấy một số cái vị thuốc ở phía sau cái gói thuốc này, các bạn có thể nhìn rất rõ. Tuy nhiên thì đây cũng chỉ là một số vị thuốc các bạn thấy bên ngoài thôi, còn lại thì 33 vị thuốc khác thì nằm rải rác phía trong. Ví dụ như trên màn hình các bạn đang nhìn thấy đây chính là đương quy này, rồi nấm linh chi này, rồi tắc kè này, rồi sao biển này, rồi kỳ tử này, rồi cam thảo này. Đấy. Các bạn thấy nhìn thấy một đôi tắc kè khô đã được ướp vào đây. Đấy. Tắc kè rất tốt cho sức khỏe và có tác dụng nâng cao cái thể lực của các bạn. Đấy. Trong cái thang thuốc mà các bạn đặt mua thì chúng tôi sẽ có hai con tắc kè khô để trong cái thang thuốc này cho các bạn này. Các bạn nhìn thấy không? Ngoài ra còn có cả sao biển này, rồi ý dĩ này, kỷ tử này, rồi có cả ngưu tất này. Đấy. Một cái vị thuốc rất là đầy đủ và các vị giá thành thì rất là hợp lý. Các bạn mua thì liên hệ với chúng tôi qua cái số điện thoại đang hiện trên màn hình nhé, 0932 340 345. Rồi video hôm nay chúng tôi thì quay thì chưa dài nhưng mà chỉ giới thiệu qua về cái thang thuốc này. Các bạn có nhu cầu thì mua thì liên hệ với chúng tôi nhé. Xin cảm ơn các bác, cảm ơn các bạn đã xem cái video này.